Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Y tế, lực lượng biên phòng, công an và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ biên giới, tổ chức chốt chặn 24/24, nhất là ở các đường mòn lối mở, kiểm soát ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép. Với tinh thần cảnh giác cao, lãnh đạo tỉnh An Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng giám sát chặt chẽ, xác minh lịch trình bệnh nhân này khai báo đã đi qua khi nhập cảnh.